khi đời con yêu đuối mộng dường. Ngài gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắt son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó ê chề, Ngài hằng bên con muôn nẻo đường Ngài đỡ. Đẹp cải không? Con. Quả đẹp luôn rồi, em tên chim ạ. Ngài hằng bên con. Lê Liều à, năm nay em bao nhiêu tuổi? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Nhật Mầu xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay là ngày mùng 4 tháng 3 năm 2024. Hiện tại thì mình đang đứng ở đường quốc lộ 1A. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu với mọi người là đi vào thăm làng Diễn Hành. Muốn đi vào Diễn Hành thì phải đi qua làng Diễn Hoa. Và đây là con đường đi xuống đường Diễn Hành này đó. Thank you.
đường lên đó này, đường nào? Đi đường lên luôn. Ừ. Ta có dịch hàng trăm đến Nhớ Lâm này. Không biết người qua. Không biết dịch cháu được không? Ta nhận lời luôn. À, đó đó. Lời xong có đi xuống ở Trần Thọ rồi Nhớ Lâm này. Đó đi vùng người luôn quay. Anh đợi chưa? Chưa. Ừ. Em đi quay đi, cậu vừa là thích quay quá nè, vì trời nắng đẹp thế này. Nhưng mà chị chưa biết sạc mà. Ở đi ô tô thì dừng đi đầu thôi. Xe máy thuận tiện nên quay cầm tay đi nè. Có ra là tứ diễn xuân không? Cái gì? Để con quay có ra là tứ diễn xuân không? Anh kêu không. Quay ra luôn. Không, cái diễn xuân thì vẫn như muốn có. Thank you.
khi đời con yêu đuối mộng dần. Ngài gọi tên con khi tình đời hồng thắm sắt son. Ngài gọi tên con khi tình duyên phai dấu chẳng còn, khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Đoạn đường con đi tuy nhiều khi gian khó ê chề, Ngài hằng bên con, muôn nẻo đường Ngài đỡ nâng con. Ngài hằng bên con cho dù dương gian khó hình chề, cho dù con có quên lời thề, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều trong gai tình con quyết không phải nhòa. Ngài yêu con, ôi tình yêu tha thiết ngọt ngào. Tình Ngài yêu con, ôi mặn nồng tình Chúa mỹ miều. Tình Ngài yêu con làm sao đền đáp cho cần. Ôi tình yêu chưa chan vô ngần, con muốn được yêu Ngài mặc. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, dù nhiều trong gai tình con quyết không phải nhòa. Ngài gọi tên con bước theo Ngài hiến dâng tình yêu. Ngài chọn riêng con sống trong tình yêu thương của Ngài, để rồi hôm nay bước theo Ngài hiến dâng từ đây, trong đây những tình con quyết không phai nhòa. Dù nhiều trong đây những tình con quyết không phai nhòa. Beep, 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 beep.
này đi hả? Nhìn thấy đây đó. Nhìn thấy đây. Nhìn thấy đây đó. Tôi đào đi. Rất là bình tĩnh. Gọi nhật kia đây nhật kia. Quay lại đây. Quay lại đây. Đi qua bên nhà mình rồi tôi quay lại. Ta quay đầu lại, ta quay đầu lại. Đi qua bên kia ta quay đầu lại. À, cái này nó bảo đi bây giờ này, cái ngon quá luôn này. Mò đường một ra mà hay đó. À đây. À đây này đúng không? Cái này tạt ra đường này à? À đường đi. À đúng đó. Ủa cái nhà thờ kia gần thôi. À đây nhà thờ phải đây đây nữa. Đây đây này. Nơi em hay cũng ra được lộc. Cộng dạo sự nghi lộc. Ngàn chịu đầm hết chịu mà không ai ai là bảy chị chèo vào đây em quay cái nâng cấp ở đâu ở trong mặt mặt đó. Bây giờ bị tuyến nhưng mà hãy nâng hóa làm việc nha. Đây nâng cấp xe ở đâu rồi. Và chụp cái nhan cho người cảm tà này. Chuyện nhà ai đẹp không ta? Nhà nào đẹp ơi.
ngại thương nhận lấy tâm tình bé nhỏ. Con nguyện sương tháng năm buồn vui sương gian bước bên ngài hồn con vui sống bình an. Con xin ca ngợi tình thương của Chúa cao vời, thương con Chúa đã xuống làm người sống cuộc đời nơi dương gian. Con xin cảm tạ tình thương của Chúa hai hạ, thương con Chúa phải chịu nhung hình trên đồi cạn về thua xưa. Con xin ca ngợi tình thương của Chúa cao vời, thương con Chúa đã xuống làm người sống cuộc đời nơi dương gian. Con xin cảm tạ tình thương của Chúa hai hạ, thương con Chúa phải chịu nhung hình trên đồi cạn về thua xưa. Thương con Chúa phải chịu nhung hình trên đồi cạn về thua xưa. Cái bang này, bang Liên Gia Lộc thế nhỉ. Đây. Đây là tiền hành đúng không? Tiền hành cháu nhìn xoắn nhiều đúng không? Cháu nhiều nhìn xoắn còn nhiều. Nhìn xoắn họ làm nghe chứ đông ruộng nữa. Đông ruộng không. Lâu ra. Ừ. Rồi đền là quản chặt mỉa, chặt ta chặt bộ mỉa anh em ta nhái. Chị ơi, chị ơi, chặt cho anh cân mỉa không? Dạ. Chặt cho anh cân mỉa không? Lắc mỉa, chặt cân mỉa. Lắc luôn này à? Lắc luôn này. Chẻ mỉa. Anh uống chứ nó không? Không uống. Cái của dưa đấy, không dưa. Không uống.
Hả? À, chẳng chưa tôi uống nữa. Không, anh uống không? Anh mỉa chặt mỉa cả miệng đời chứ. Ngủ trước hả chị? Chặt xem cái mỉa không? Lóc luôn đây. Cái đây này. Mía lấy từ đâu vậy chị? Theo cổ nha. Nhập à? Ừ, nhà mình dẫn những quả trung mía hay. Cho nên hãy vô trước mía nhiều lắm đấy, giờ ông trồng đi. Thực dân hãy mía nhiều lắm đấy. À, chị này nhá. Giờ ông trồng đi, nhiều lắm. Chị này bình nguyên. À, như trong lũ à? Ở trong Trúc Lào. Trúc Lào à? Trúc Lào có tiền nhá. À, lắp rồi xong cắt thì là dư đã thu được rất miệng nhiều lúc nào không có lụa nữa mà đúng không? Lụa nhiều mà lụa nhiều tiền hành lấy lụa nhiều mà để họ có làm mệnh nó làm vù xong vù thì họ có làm thế, mà thế.